Giới thiệu anh em mình màn hình 13 inch cho Toyota Cross này, to như cái tivi luôn. Đây, con này thì gọi là anh em mình mà cho trẻ con mà xem YouTube thì nó gọi là nét luôn này. Đây, anh em nhìn này. Ui giời, nó gọi là cực kỳ là dã man luôn. Đây, trên này những chức năng màn hình Android này quá nhiều rồi. Như ví dụ nhà mình đấy có bộ cam 360 này. Ơi, anh em nhìn thấy chưa? Ui giời, cực kỳ nét luôn đi nha. Đây bên phải này. Cam nó gọi là mức độ nét gọi là max speed luôn. Đấy. Đấy, đặc biệt là con này là bộ cam 360 này, mình bấm đây này. Xem các góc này. Đây, chạm xem góc trước này. Ui giời ơi, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đây, chạm hình 2D này, đánh lái theo góc vô lăng này. Đấy, ok nha. Cực kỳ nét luôn này, cam này, gọi là cực nét luôn. Đấy, về số lùi, hiện cam lùi này. Đấy, ok. Đấy, tất cả các chức năng này, đấy, bấm vào đôi này, ghép đôi này. Ui cực kỳ là xịn sò luôn này. Đấy, 2D, 3D này. Đấy, anh em mình bấm chuyện này, đủ hết tất cả các chức năng luôn nha. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, con này là xem YouTube này. Xem YouTube trên này luôn. Đấy. 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 Việt Map rồi. Đấy, cảnh báo tốc độ camera phạt nguội này. Đó, đủ hết tất cả các chức năng nha. Đấy, ok. Trên này nó ngoài này. Ngoài nó sẽ có là một các mắt cam camera nha. Đây, mắt cam camera. Rồi, đấy, đây là mắt cam sau rồi. Ui anh em mình đấy. Đẹp chưa? Như zin Toyota Cross. Kỳ đẹp. Đấy. Còn bên này nó sẽ có nữa là mắt cam bên phải này. Đây, dù cực kỳ đẹp anh em nha. Đây là mắt cam zin, đây là bản cao nhất rồi, thay thế luôn. Hai mắt cam luôn. Đấy, như mắt kia bỏ, anh em mình cho ra góc đây nó mới rộng được nha. Đấy, và trên này là nó có cái lỗ cam trước rồi. Anh em mình sẵn tiện nó chế zin vào cái lỗ cam trước à. Wow. Cực kỳ đẹp luôn, gọi là nét luôn nha. Toyota Cross nó gọi là cực kỳ nét rồi. Đấy, cam bên trái. Ok. Đấy, tách bác 17. Quá là sò luôn. Toyota Cross bản cao nhất, nhưng mà anh em mình làm quả gamma 60 lên cam mà tách bát màn gọi to đùng luôn. Đấy, ok. Đây bản 1.8V này. Đấy, ok, anh em cần thì liên hệ nhá. Chào anh em.